một con khỉ đột cầm rìu, một con thằn lằn phun lửa, một cái gì đó mà nhà sản xuất có thể nghĩ ra và cho nó to bằng kích cỡ của một tòa landmark. Thế là chúng ta có một bộ phim hành động hoành tráng giữa những con thú khổng lồ bem nhau. Thì đó là cái cách mà vũ trụ quái vật Monsterverse được tạo ra. Godzilla và Kong đã xuất hiện một thế kỷ rồi. Hình ảnh hai con kaiju này đã trở thành một cái biểu tượng đại chúng. Như tôi thì thực ra là tôi cũng không quan tâm nội dung phim lắm, mà tôi sẽ lên luôn YouTube tìm Kong đánh nhau với Godzilla mà chả cần xem phim làm gì cả. Hiểu không? Kiểu Godzilla, tao sống ở dưới nước và biết phun lửa. King Kong thì tao có thể chạm khuỷu tay vào đầu gối. Bùm. Godzilla X Kong, đế chế mới, mãn nhãn, hoành tráng, đỉnh cao và vô tri. Đây là những từ khóa hợp lý nhất để review về cái phim này. Và nó có tệ không? Tất nhiên là không. Theo tôi thì cái phiên bản đỉnh cao nhất của Kong cũng đồng thời là cái tiền đề của vũ trụ quái vật là King Kong 2005 của Peter Jackson. Đây là bộ phim mà đưa King Kong đến gần hơn với khán giả trẻ và trung niên, đúng hơn là các khán giả trong thế kỷ 21. Phim này được Oscar cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất này, biên tập âm thanh xuất sắc nhất này, hòa âm xuất sắc nhất này. Câu chuyện của cái phần này chỉ là remake thôi nhưng mà lại rất chỉn chu và khai thác tâm lý tốt. Nhưng mà sau cùng thì điểm mạnh nhất của phim vẫn cứ là kỹ xảo và âm thanh. Và tôi nghĩ là chắc là tất cả mọi người đều đồng tình là phim về mấy con to thì cho chúng nó oánh mõe nhau đi là đủ quá đủ rồi. Không cần xem chúng nó method acting hay là cái gì Jared Leto gì cả. Và thực sự là chúng ta có 5 phim để xem điều đó. Với khán giả Việt Nam thì cái phần đảo đầu lâu là cái phần mà giới thiệu nó một cách phổ biến đến tất cả mọi người, kể cả những người mà ít xem phim, tại vì nó kiểu Ninh Bình các thứ ấy. Và ở thời điểm hiện tại thì cứ có phim về King Kong thì chắc chắn là kiểu mọi người sẽ ra rạp. Ok, đấy là nói linh tinh về cái franchise này trước. Còn về nội dung của Godzilla X Kong đế chế mới thì đây là phần phim thứ 5 của vũ trụ quái vật và tiếp nối câu chuyện phần trước. Kong trở về trái đất rỗng để tìm kiếm cội nguồn và có thêm sự xuất hiện của nhiều Titan khác gây nguy hiểm cho trái đất. Phim này chỉ đơn giản là kể về việc Kong và Godzilla xuống trái đất rỗng, bem nhau với những con Titan khủng hơn và hầm hố và tốn tiền kỹ xảo hơn, cụ thể là Scar King và Simo. Đấy, nội dung nó chỉ có thế thôi. Tại vì là 60% trong phim là cảnh tượng các con quái vật khổng lồ quật nhau rồi. Và nó có hay không? Hay vờ lờ. Đánh giá chung về phim thì nhiều người đồng tình là phim này chính là phiên bản khác của Kung Fu Panda 4. Mục đích thương mại, chiều lòng khán giả là chính. Như thế thì có xấu không? Không, ai chả phải kiếm tiền. Mà để kiếm tiền thì phải chiều lòng khách hàng của mình chứ đúng không? Nhưng mà cái tôi thấy là tôi và nhiều người thì sẽ khắt khe với Kung Fu Panda 4 hơn là cái phim này. Tại vì là Kung Fu Panda 4 này bị trách là câu chuyện sáo rỗng, thiếu chiều sâu. Thì cái phim này cũng thế, nhưng mà chả ai chê cả. Đúng hơn là chả ai lỡ chê, tại vì là nó là phim đánh nhau mà, vũ trụ quái vật mà. Thì các nhà làm phim không hề đặt yếu tố kịch bản lên trước, mà phần lớn sẽ đầu tư vào kỹ xảo và kỹ xảo thôi. Nhưng mà nhá, mặc dù là phim trông cực kỳ hoành tráng vãi luôn, kinh phí chỉ có 130 triệu đô thôi, nó chưa bằng một nửa The Marvels. Còn Kung Fu Panda thì phần 1 quá hay, phần 2 phát triển tâm lý quá đỉnh, nên là phần 4 bị chửi thì cũng dễ hiểu. Còn vũ trụ quái vật thì phần nào nó cũng thế, chỉ có đấm nhau với đấm nhau. Chả lẽ lại đi so với Kong 2005, phim ngoài vũ trụ. Nhưng mà nói thế thôi, làm review năm 2024 mà không chê gì và cố tỏ ra là mình hiểu biết mọi thứ thì chỉ có thể là mấy thằng phản phúc với cái kênh màu vàng. Thì kịch bản của Godzilla và Kong sẽ không thỏa mãn được mấy bố khó tính và thích hay bắt bẻ. Đến cả ông tác giả còn bảo là ông sẽ phát triển vũ trụ quái vật theo hướng Fast and Furious, nó sẽ ngày càng vô tri. Nhưng mà bù lại thì độ hoành tráng, ảo ma, các cảnh hành động bùng nổ, cameo các thứ sẽ nhiều đến mức là bạn sẽ rất muốn chửi phim nhưng mà vẫn xem từ đầu đến cuối. Một vài lời khen cho phim đi thì dĩ nhiên phải nói đến yếu tố kỹ xảo, một trong những cái điểm mạnh của dòng phim này. Ngoài ra thì xây dựng bối cảnh cũng rất tốt. Còn nhớ cái đảo đầu lâu quay ở Ninh Bình hay là cái thành phố ngập tràn ánh đèn neon trong phần trước, mọi thứ vô cùng đẹp. Chỉ có một cái duy nhất mà tôi thấy không thích lắm là các trận chiến diễn ra trong trái đất rỗng chứ không phải là trên bề mặt, nên là cái sự đồ sộ của các con quái nó sẽ bị giảm đi. Vì sao? Tại vì là tôi thích cái cảm giác Kong và Godzilla đánh nhau trong thành phố, thì lúc đấy mình sẽ kiểu nhìn được là chúng nó to bằng một cái tòa nhà, hai cái tòa nhà ấy, thì sẽ đem lại cảm giác to lớn khổng lồ cho con thú hơn. Nhưng mà đây chỉ là cảm nhận cá nhân thôi, còn lại thì cũng không vấn đề gì lắm đâu. Trong phần này thì phần con người cũng bị giảm đi đáng kể, và tôi thấy là theo ý kiến của nhiều người và kể cả tôi thì phim này nên xóa luôn con người đi cho nhanh. Trong phần Godzilla vs Kong thì tuyến con người nó quá nhiều mà cũng chả thực sự liên quan đến câu chuyện lắm ấy. Các con thú mặc dù là nhân vật tiêu đề nhưng mà chỉ có đánh nhau thôi chứ không hề phát triển tâm lý ở đâu ra hết. Và phần này khá tốt là tuyến con người được giảm đi nhiều, tạo nhiều thời lượng cho Kong và Godzilla hơn. Với tôi thì cái này là tốt thôi, chiều lòng được tôi, tại vì tôi bỏ tiền ra thì tôi sẽ kỳ vọng là đấm nhau nhiều ấy.
Ok, khen thế thôi nhá, giờ chê đi. Thì tuy được chia nhiều đất diễn hơn cho các quái vật, nhưng mà Godzilla lại ít được để ý đến hơn là Kong. Một phần thì cũng có thể là vì Kong là một sinh vật mà nó có nhiều cảm xúc hơn Godzilla. Nó là khỉ mà nó giống người hơn và có thể thân thiện được với con người, nên là tạo ra một câu chuyện móc nối giữa Kong và con người thì nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà nhá, thực sự là Godzilla hơi ít đất diễn. Cái việc mà Godzilla đi tìm sức mạnh thì nó gần như là một cái side quest hơn là một trọng trách lớn lao mà nhân vật tiêu đề cần phải làm. Mà đấy là chưa kể Godzilla còn được đứng trước cả Kong nhá. Hay là vì họ xếp theo bảng chữ cái nhỉ? Ừ, nhưng mà tôi cũng khá là fan Godzilla, nên là tôi muốn là con thằn lằn này có nhiều đất diễn hơn. Tiếp theo là câu chuyện của Kong đi. Thì lần này Kong có một người bạn đồng hành bất đắc dĩ là Zuko. Đây là một cái mô típ khá quen thuộc khi mà hai người chả có gì liên quan nhưng mà vì một mục đích chung nào đó đã tập hợp lại. Chỉ có điều là cái mối quan hệ này với tôi là chưa đủ lớn. Tôi cảm giác là hai bố này liên kết với nhau chỉ vì là hai bố đều trông giống con khỉ và đem lại cái vibe kiểu hai bố con ấy. Tương tự như thế với tuyến con người. Dù đã cắt đi khá nhiều nhân vật của phần trước, tuy nhiên thì phát triển của tuyến con người vẫn cứ là không ăn thua. Cái phần này thì tập trung chủ yếu vào cô bé Gia của tộc Iwi, người có thể giao tiếp được với Kong. Thì phim đã khá tham vọng khi mà thêm câu chuyện của Gia vào để tăng tính nhân văn và gần gũi cho người xem. Nhưng mà cái sự phát triển này nó nhạt quá, nên là tôi xem xong thì chỉ nhớ lời King Kong đấm mấy phát Godzilla phun lửa mấy lần, chứ còn tuyến con người thì chả quan tâm lắm. Và cái chê bai vô lý cuối cùng là cái vấn đề muôn thuở của các bộ phim hành động là plot armor và cân bằng sức mạnh. Phản diện của phim thì được giới thiệu cực kỳ hâm hố, rất nguy hiểm, nhưng mà cái cách để kết thúc sự nguy hiểm đấy thì lại quá dễ dàng. Ở phần này thì lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự xuất hiện của Scar King, một con Titan giống con Kong. Thì ngay từ đầu đạo diễn đã cài vào đầu khán giả là con Scar King này mạnh vãi, ngầu vãi, nó còn thông minh, xây dựng được cả một cái đế chế. Nghe kinh đúng không? Kinh vãi trưởng. Nhưng mà nó kinh y như cái con tắc kè này. Và con tắc kè bị kết thúc như nào thì bạn biết đấy. Tôi không hiểu lắm tại sao họ phải tạo ra một con phản diện siêu mạnh làm gì. Nó có khiến việc phe chính diện đánh bại được phản diện ngầu hơn không? Thì nó có đấy, nếu mà làm đúng. Còn nếu mà làm không đúng thì nó sẽ chỉ đem lại sự vô lý với quá nhiều hào quang nhân vật chính thôi. Đáng nhẽ ở phần trước là con Mecha Godzilla đến cuối nó mới xuất hiện, chả cần phải giới thiệu làm gì. Khán giả chỉ biết là nó là một con Godzilla bằng máy. Thế mà Kong với Godzilla phải combo gãy cả tay, sái cả mồm thì mới đánh bại được. Đây con Scar King đao to búa lớn cho lắm vào, thông minh các thứ, xong rồi nuôi cả thú phun ra băng, đưa trái đất về kỷ băng hà, xong hự phát đi luôn. Kết thúc nó kiểu bro đang đánh nhau vãi trưởng mà sao lại như thế. May là đánh đấm con hay, không mà con khỉ Zuko nó cute thì cũng đỡ hụt hẫng. Chứ bảo là kết trọn vẹn thì tôi thấy là chưa trọn vẹn lắm. Ngoài ra là không biết có phải là cái phần này sử dụng nhiều gam màu sáng hay không, nhưng mà xem là khá lóa mắt. Tôi thì vẫn thích cái kiểu thành phố đèn neon, ánh sáng chập chờn hơn, cảm giác như kiểu là xem Pacific Rim ấy. Với lại là trời tối thì cũng dễ che đi khuyết điểm kỹ xảo, nên là ảnh cũng thật hơn. Tóm lại thì Godzilla X Kong đế chế mới thì nó vẫn là bình cũ, mà rượu cũng cũ thôi, nhưng mà rượu càng ủ lâu thì nó càng ngon. Cơ mà nó vẫn là rượu mà, uống vào thì cứ vẫn khó chịu, xong rồi hơi bực tí, nhưng mà nó vẫn là rượu, vẫn ok. Nếu mà bảo là tôi có xem phim không thì chắc chắn là có rồi, thậm chí là tôi sẽ xem nhiều lần. Nhưng mà có khi là tôi về tôi bật YouTube lên xem đoạn đánh nhau thôi là cũng được, tại vì là xem nội dung có để làm cái gì đâu. Thì tôi sẽ chấm điểm cái phim này là bánh đậu xanh hải dương. Nhà phê bình thì chê, còn khán giả thì khen. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.